Land Cruiser Prado năm 2024 ra mắt với giá rơi vào khoảng 1,3 tỷ đồng thưa quý anh chị các bạn. Tất cả các phiên bản Land Cruiser Prado năm 2024 sử dụng động cơ hybrid 2.4 lít 4 xi lanh turbo cho công suất là 326 mã lực và dẫn động 4 bánh ạ. Mẫu SUV Uncreate của hãng Nhật được làm mới với kiểu dáng hơi hướng cổ điển và điều quan trọng là giá bán thấp hơn nhiều so với thế hệ hiện nay, với mức chỉ từ 55.000 đô so với 87.700 đô. Mã sản phẩm là GS G250 hay Series 250. Toyota Land Cruiser Prado năm 2024 phát triển dựa trên nền tảng TNGAF giống như Lexus GX này, Land Cruiser LC300. Nhưng mức giá dễ chịu hơn nhiều so với mức GX, trong khi kích thước nhỏ gọn hơn LC300. Cả Land Cruiser Prado mới và GX đều có cùng kiểu đường nét với cửa kính bên dạng nhấp nhô hay kính chắn gió gần như đứng thẳng. Nhưng Land Cruiser Prado mới có những đặc điểm riêng. Ba đợt sốc trước của chiếc xe SUV toát lên vẻ thô ráp với lưới tản nhiệt hình chữ nhật. Phiên bản tiêu chuẩn gọi tên năm 1958 cũng có chủ đạo First Edition, cũng có đèn pha LED dạng tròn, trong khi bản trung cấp Land Cruiser Prado lại đèn chữ nhật. Đèn hậu vuông vức với hai bên góc đuôi xe, điều đặc biệt của cửa sau có thể là ở mở hai phần, phần kính có thể mở riêng hoặc phần cửa hậu như thông thường. Lốp dự phòng nằm gọn ở dưới gầm. Trang bị tiêu chuẩn của Land Cruiser Prado còn là bộ lốp được đi được cả 4 mùa. Khách hàng lựa chọn phiên bản nào? Nếu Lexus GX và Land Cruiser Prado Series 300 cùng có động cơ Twin Turbo 3.4 V6 thì mẫu xe mới động cơ E4 Max Turbo 2.4 lít 4 xi lanh Land Cruiser mới mạnh 326 mã lực và mô men xoắn là 630 Nm. Ngoài ra, chiếc SUV còn được hỗ trợ bởi một motor điện 48 mã lực và hộp số tự động 8 cấp. Cũng giống như mẫu Land Cruiser Prado trước đây, Series 250 được trang bị tiêu chuẩn hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian và một hộp số phụ 2 cấp độ, cũng như bộ vi sai trung tâm và khóa vi sai cầu sau. Land Cruiser Prado năm 2024 với khoảng sáng gầm xe là 220mm và các góc tới, góc thoát vượt đỉnh dốc lần lượt là 31, 32 và 25 độ, hỗ trợ cho khả năng off-road và tính năng multi-terrain select, mang đến cho độ thiết lập với những địa hình khác nhau gồm bùn, đá và cát. Đặc biệt, bản First Edition còn có tính năng multi-terrain miniature cho thấy hình ảnh và bề mặt phía trước, bên dưới gầm xe và bên cạnh tài xế, giúp mà chúng ta xử lý chính xác hơn để tránh chướng ngại vật. Land Cruiser Prado chỉ có bản 5 chỗ cũng giống như các tiền bối từ năm 1970 và 1980. Vật liệu nhựa mềm ở khu vực tablo và ốp cửa. Nhưng phần còn lại ở cấp độ trung bình và một số lý do giá cả phải chăng. Ở phiên bản Land Cruiser Prado năm 1958 có ghế trước và vô lăng sưởi ghế nỉ. Bản cao cấp hơn được bọc da và ghế trước cả sưởi và làm mát. Trang bị ở bản tiêu chuẩn bao gồm màn hình cảm ứng 8 inch và các phiên bản cao cấp cùng màn hình 12.3 inch. Tất cả các phiên bản Land Cruiser Prado đều có màn hình cảm ứng thích ứng giữ làn, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo lệch làn và giám sát điểm mù. Land Cruiser Prado năm 2024 có giá bán từ 55.000 đô cho bản tiêu chuẩn và hai phiên bản cao cấp hơn thì chưa được công bố giá bán. Mẫu xe SUV hạng Nhật cạnh tranh sẽ với một số đối thủ từ Mỹ và Anh như Land Rover Defender 110 bản tiêu chuẩn giá từ 62.100 đô. Trong khi bản Jeep Wrangler 4XE phiên bản plug-in là 51.800 đô. Kể từ lần đầu tiên được ra mắt vào 1951, Land Cruiser có doanh số cộng dồn trên thị trường toàn cầu lên tới hơn 10 triệu xe. Mẫu xe SUV được bán ở 170 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Còn ở Việt Nam, mẫu xe Land Cruiser LC300 có giá bán là 4 tỷ 286 triệu đồng và phiên bản Prado thì bán với mức giá là 2 tỷ 628 triệu với phiên bản hiện tại năm 2023. Còn đó là thông tin mới nhất về chiếc xe Land Cruiser Prado năm 2024 mới được ra mắt mà Xe Persona muốn cung cấp thông tin cho quý vị và các bạn. Quý anh chị cần bất cứ thêm thông tin nào có thể để lại phần comment phía dưới hoặc alo trực tiếp vào số hotline dưới góc màn hình 0911419868 ạ.